Ok anh em, bây giờ thì ở video này thì Khải sẽ đi ép Đài Sương Tinh, cố gắng kiếm 3 cấp. 1, 2, 4. Cái này là lên 100% luôn hả Dương? Lên 100% luôn. Coi ok, hot rồi. Ngon lành luôn. 3 cấp là được, 3 cấp hô không pháp. Ok, 3 cấp hô không pháp. Đấy, ok. Khải đi khui nha anh em ơi. Đài Sương Tinh. Đài Sương Tinh. Ngon lành cành đào luôn em ơi. Không có đâu. Đâu phải đem hoài được em. Đài Sương Tinh nha em ơi. Mảnh Sương Tinh thanh phong đái này. Nói chung Đài Sương Tinh 9x. Ok. Khải sẽ qua làm màn test nhân phẩm. Làm màn nào. Đưa đúng bàn tay vàng luôn ạ. Ép dùm thì thường hơn lắm. Đúng rồi nè. Hợp lý luôn. Rồi chém nhiếm rồi chơi em. Sắc sinh chị em. Nói chung thì hồi xưa giờ cũng vậy, Khải đi toàn làm cái gì làm giùm á, là toàn nhân phẩm thôi, còn làm cho mình đen bà cố luôn. Ok, vô Đài Sương Tinh nha mọi người. Hiện tại bây giờ thì ban mình đã có một người anh ra đã được anh ép xong mảnh Sương Tinh rồi, sống mảnh này. Giờ Khải sẽ vô đặt hai cái ở bốn cạnh, đặt hai cái ở giữa, đặt bốn cạnh và hai cái ở giữa này, giữa dưới này này. Không, em không đặt giữa, em đặt này rồi, giữa dưới dạ dạ. Liền nhau hàng thứ 3. Ok, theo anh nha. Ok. À, ok. Lụm lúa Sương Tinh. Sương Tinh, Thanh Long, Lũ Thanh Phong, Lũ Đái này mà. Rồi, cố gắng này, khui này, khui hàng này. Cậu anh đến đâu thì ăn đến đấy là mắc ngay. Rồi. Ba cấp rồi. Cái con này không bao giờ phải mở ra áo kế nghiệp nữa, yên tâm đi. Đâu, ma một cấp thiệt anh em ơi. Một cấp. Mà ổ cái đao này đâu phải đao chính ít đâu. Ui, mắt nha, mắt phòng thủ ngon nha. Ngon. Mắt hiệu ứng. Mắt hiệu ứng luôn anh em ơi. Mắt hiệu ứng nha. Quá đẹp. Trời ơi, quá đẹp. Nhưng mà nó dùng mắt hiệu ứng là được rồi. Mắt hiệu ứng anh em ơi, mắt hiệu ứng. Trời ơi, quá đẹp. Khải tưởng là skill 9x. Skill 9x là Sương Tinh, còn cái này là 1x thôi, cái này 1x bình thường. Quá đẹp. Trời ơi, đủ gió đủ chậm luôn. Quá pin luôn. Quá đẹp. Quá đẹp luôn nè. Cái này lúc nãy là Khải nghĩ là skin 1, skill 9x, nhưng mà nhìn lại không phải, skin này 1x. Trời ơi, lấy hiệu ứng đẹp quá. Hôn phát 1x. Còn cái 9x là xương bao tay Sương Tinh. Bao tay Sương Tinh 9x. Đúng rồi, quá đẹp nè mọi người. Còn cho nét còn hơn. Ôi nè cái này nha, cái này mà nếu mà rớt xuống 35 là min chón nè, rớt xuống dưới 35 của 500 là min nữa. Rồi cái đai này đẹp rồi, tầm này đai này 80 đến 8500 Dương ơi. Đẹp rồi. Quá đẹp. Đẹp. Nó hơn được có mười mấy lượt tây thôi em ơi. Tự nhiên Nam Dương ơi, quá đẹp luôn. Mày tin anh Sam bên này là hết mở kính. Quá đẹp. Ok anh ơi. Mắt luôn vòng thủ này. Mắt chón. Làm chậm thì cái làm chậm 50 cái mắt nha. Làm chậm 50 cái mắt nha. Giờ đừng nào. Để con lấy và cùng luôn qua luôn mang cho nó luôn. Đúng, ngon lành luôn. Mẫu đầu, thành Tiên Dương. Tiên V. Khoe không? Cho khoe thế giới không? Khoe đi. Khoe nha. Ok, Tiên V. Trời ơi, bình quá. Điện mẫu nè, Khải. Điện mẫu, ok. Cô Long Đao của bạn. Chuyện anh ba đặt đúng như thế nha. Ok anh đây. Giao dịch điện mẫu này. Quá bình luận đẹp quá. Nói chung server này, cái đai này đai đầu tiên server anh em. Đai đầu tiên server mọi người. Chưa có đai nào thứ hai nha. Đai đầu tiên server ấy. Trời ơi, mắt phòng thủ 30 đẹp quá luôn. Cái này là nó mắt hiệu ứng này, mắt phòng thủ cũng đẹp quá rồi. Không còn gì để chơi luôn. Ok. Sinh lực 200 mấy là gần mắt nữa rồi. Xong. Phải coi tin tức gạt điện mẫu ơi, nó đã mang xét thủy, nó chờ cái đai thổ này thì ráp vô mà. Nào. Nào. Ráp vô. Cái set đồ của nó là chờ cái tài thổ nữa nè. Mang vô, chưa thấy mang, chưa thấy mang. Đây. Cảm ơn Cưng Dương Nam. Mang vô, chưa thấy mang, mang vô. Mang vô. Nó chỉ đợi bỏ cái đai lông này ra đời thôi. ông đăng Ultra trên điện thoại hả? Ai vừa lên mạch rồi đấy. Anh đăng Ultra điện thoại nè em ơi. Ai lên mạch rồi đấy. Quá đẹp. Ai lên mảnh cho đấy? Ai lên mảnh á? Dương anh ơi. Trời quá đẹp luôn em ơi. Nói chung là cái này mang ăn ban là
hiệp hiệp đang ba ngũ hành thì được phòng thủ với lại làm chậm hương pháp một cấp. Ở đâu ra cái đai ngon thế? Mấy ép anh ơi, quá bên mấy bạn. Điền mẫu, à, ông đỡ dành ông ép bữa giờ nè, quá nè. Đời mắt ông mới chịu. Nói chung là đẹp rồi, đây này đẹp rồi. Nói chung là đẹp quá đẹp luôn em ơi. Đó quá đẹp rồi. À, quan trọng của cái con long đao á là cái bao tay xương tinh. Nếu mà mở được bao tay xương tinh 3 cấp á thì mới gọi là pin luôn. Bao tay xương tinh nữa nè thì muốn đẹp. Còn cái đai lưng đó thì hiệu ứng kháng phòng thủ đẹp quá đẹp rồi. Quá ưng rồi. Bao tay này anh em có xem thì anh em cũng biết rồi, bao tay này Khải mua 3.2 triệu này. Đó, đai lưng này thì Khải mua 2m thôi. 2.30 triệu. Đó. Xếp đằng 3 này ép thôi. Ép gần 4 triệu mà rớt tè le nè. Nó dây chuyền nó cho đập ra đập lại không? Cho anh ơi, khi nào Adam mở chức năng đập lại được. Tốn chỉ cần 4 kim là đập lại hên xui anh ơi. 4 kim nó phải có kim tê phân ra đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. 4 kim. Thì 4 kim mình bỏ lại mình phân ra 6 mảnh, rồi mình về làm ăn mình đập như lúc nãy đó anh, thì nó hên xui nó ra lại tiếp tục rồi thôi. Cứ vậy mà làm khi nào mát thì thôi. Đó. Còn không mát thì đen. Rồi ok anh em. Ben ơi. Quá ngon. Ben. Rồi, tiếp tục cho tấu anh em ơi. Nói chung là đai nó đẹp rồi. Mắt bên còn diamond này. Còn diamond này trắng đời luôn nè, má thiệt luôn. Diamond ra mở ra cái đai thì nhận mà sắc. Trời, chán, đẩy cho cái lon màng cái làm cái gì vậy? Vòng lòng kích 2 cấp nó mới ghê. Tầm này thì không có anh nào mà kích được cái dòng vòng lòng kích đó đó. Ít nhất phải rất toán nữa. Rất vừa đổi thành kháng băng mà còn rất toán. Ờ còn rất chón 30 nữa chứ. Rất kháng băng nữa chứ. Chô chán. Ờ đai đúng chán. Mất 4k này nè, mất 4k là đai nè, xì ra vài đá luôn nè, cùi cùi kinh hồn luôn nè. Đai này thiệt chờ chán làm gì luôn, vẫn cho mang cái non băng tạm mà vui chứ mà. Chán làm gì nữa. Cùi phải đai. Cho con nhân xe nó đeo. Ừ thì nhận xe đeo rồi, đợi tí nữa. Em đang định thêm con lông bùa cho xe ở đây mà. Đồ đạc đủ rồi, đồ đạc đủ rồi. Giờ đang nghiên cứu là đòi cái con nào về con lông bùa ở đây. Ôi con lông, đòi con nào về con thiên nhẫn bùa cho bang đây. Nói chung là xe khá toàn bùa thôi, không có con nào đam luôn. Thiếu Lâm thì tăng cho bang này, Nem Độc thì bùa cho bang này, Nga Mi thì búp cho bang này. Đó, giờ con thêm con thiên nhẫn nữa xong. Mình toàn bị bang này, còn chả có cái miếng đam mà luôn. Không có miếng đam luôn. Rồi anh em xem video cho một like chia sẻ cho nha anh em ơi. À, sau này mà Dương có đề xuất mở khối đập món nào nữa thì cứ đưa Khải Khải đọc cho vui lên video anh em xem. Khi nào rảnh thì ép một cái bộ ảo, hai là bao thay cái đang bỏng. Ừ. Anh lên tiền lương này. Em có khôi rồi, bây giờ là tiền công lên mạnh tất cả một cái là